Đây đúng không? Số đường Nguyễn Biểu đây. Đây là nhà chú Nguyễn Trường đó hả? Dạ, thầy Nguyễn Trường. Thầy Nguyễn Trường. Thầy cho thầy là người người Kinh hay là người Thầy là người Kinh. À. Dạ. Nhưng mà thầy ở đây. Dạ, thầy ở đây, thầy lên dạy trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk. À, kính chào quý vị khán giả, hôm nay mình đang có mặt tại thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk để chuẩn bị thực hiện cái chương trình Tiếng Rau 4.0 giúp cho cụ Tèo bán chè ú. Tranh thủ thời gian chút xíu thì ở Đắk Lắk này có một số nhân vật có vẻ như là rất phù hợp với lại show diễn cuộc đời. Và đây là một trong những nhân vật như vậy. Đây là bạn Thúy Ngân, là biên tập của chương trình Tiếng Rau và Show Diễn Cuộc Đời. Đây, bạn Thúy Ngân đây dắt mình đi vào thăm anh thầy, anh hay chú, biết chú bao nhiêu tuổi ta? Xin chào. Dạ, xin chào anh. Dạ. Tôi là dạ thưa thầy Viograph. Viograph. Xin chào các bạn. Dạ thưa em là tên là Bửu Điền. À Bửu Điền. Rồi, dạ. Còn nghe. Dạ dạ em Bửu Điền, em là công ty Điền Quân á. Dạ. Vâng. Em có làm mấy cái chương trình truyền hình. Vâng. Dạ thì cũng đang chuẩn bị làm một cái chương trình mới. Vâng. Chương trình tên là Show Diễn Cuộc Đời. Rồi các dạ. Các dạ thôi mình vô ngồi trò chuyện chú anh ha. Uống nước ha. Dạ anh người Huế. Vâng tôi. Dạ em cũng gốc Huế. Đây ông Huế. Dạ vâng. À, mà mất gốc rồi. Đây. Em mất gốc lâu rồi. À. Dạ. Mẹ điên. Mẹ người Huế, mẹ người. Vương Điên à? Dạ Bửu Điên à? Dạ Bửu Điên. Bửu Điên à? Dạ, Bửu nhưng mà không phải là hiệu không, đâu. Không phải là dạ, chứ nếu chứ đúng chữ Bửu là cao lắm. Miếng hương ứng Bửu Vịnh. Dạ không không. Đỗ Văn Bửu Điền. À. Dạ, nhà mẹ cũng có mẹ thì người Huế. Vâng. Dạ bên dòng ngoại thì cũng có chút xíu liên quan tới hoàng tộc. Mà, nhưng mà em không phải Bửu Điền, chứ nếu Bửu Điền là lớn lắm á. Dạ. Vĩnh Thụy là vua Bảo Đại đó. Là nếu mà đúng cái từ của mình là Bửu là Vĩnh Thụy phải kêu mình bằng chú hoặc bằng bác. Đúng rồi. Là bậc cha chú của vua Bảo Đại. Cái này nó hơi sai. Dạ thưa. Dạ em cũng không, nói chung em có đọc mấy bài báo á. Vâng. Mấy bạn biên tập thì cũng nói là tụi em đang tìm kiếm cho cái chương trình mấy cái nhân vật để tham gia cái show diễn cuộc đời. Vâng. Thì để em nói tóm tắt sơ sơ anh nghe thôi, tức là cái chương trình này là em tìm những cái có thể là một cái người mình nói là quái kiệt cũng đúng, mà mình nói là chỉ có thì có những cái nhân vật em nói giống như này, em nói cho anh hình dung à. Có những người đàn những cái nhạc cụ, những ông thầy đàn mà bị khiếm thị, khiếm thính, hoặc là cũng có những cái anh guitarist vân vân, những người mấy chục năm mà đi đánh phòng trà mà đánh rất là hay. Nhưng mà những cái người như vậy thì họ thứ nhất là rất là đam mê, họ làm không có suy nghĩ gì hết á. Nhưng mà để một lần mà được đứng lên, được có một cái giống như một cái mini live show của mình thì chưa từng có. Cho nên em mới nghĩ ra cái chương trình gọi là The Lifetime Show, tức là show diễn cuộc đời. Tức là em muốn đưa những cái nhân vật như vậy, thứ nhất là họ có tài năng, thứ hai là họ có cái đam mê, và họ chưa bao giờ có cái điều kiện để có một cái chương trình riêng của mình á. Thì đương nhiên nó cũng không phải là làm cái gì mà nó quá ghê gớm như cỡ Hàn Lâm, không phải. Nhưng mà em muốn đi tìm những nhân vật như vậy, thứ nhất là giới thiệu với công chúng, rồi mình hỗ trợ họ. Thì cộng đồng thì chắc chắn là các cộng đồng mạnh thường quân đồ sẽ hỗ trợ rất là nhiều đó, cho những hoàn cảnh như vậy. Nhưng mà không phải hoàn cảnh, không có cái này không phải là một chương trình từ thiện, mà cái quan trọng nhất là cái nhân vật của mình thôi. Nhân vật mình là phải có một cái tài năng gì đó đặc biệt, hoặc là giống như anh vậy đó. Tức là anh có là anh làm ra một cái nhạc cụ gì rất là đòi. Dạ. Tôi hiểu nội dung. Dạ. Bây giờ phần tiếp theo các bạn mua cái gì? Dạ thì em tới mời anh tham gia thôi. Giờ mình dạ em sẽ làm một cái chương trình riêng để giới thiệu về anh. Rồi, rồi anh cũng sẽ có, em làm một cái show xong anh cũng biểu diễn. Rồi. Thì nó vẫn phải có cái phần biểu diễn. Đương nhiên mình không thể là giống như một cái nghệ sĩ Hàn Lâm hay là những người mà biểu diễn quá chuyên nghiệp. Rồi. Nhưng mà nó sẽ có cái dễ thương, rất là dễ thương của mình. Thời điểm nào thì mình dạ thưa anh, em thì em tính là nếu làm thì đâu đó khoảng tầm anh thì chắc khoảng tháng 12. Tháng 11 thì em làm hai nhân vật ở dưới miền Tây. Vâng. Còn tháng 12 thì em đang tính là nếu được thì làm anh với lại bên chỗ
cái cậu Tis bên chỗ Rồi, nhưng không phải em làm một mình Itis mà em muốn giới thiệu luôn cả cái nhà thờ, cái khu lưu trú Hòa Bình, khu trú Hòa Bình, khu trú Teresa. Dạ. Thì tại vì bên đó thấy mấy bạn nhỏ nhỏ nó chơi nhạc cụ rất dễ thương. Itis là học trò của mình. Dạ, Itis là học trò anh hả? Ồ. Oh. Dạ, chết trai gặp sư phụ luôn rồi, vậy kêu thầy luôn đúng không? Dạ. Mình cũng trò dài tất cả các bạn đó. Dạ. Em thấy anh làm mấy cái nhạc cụ rất là dạ. Có cái cây violon bằng tre hả? Dạ. Với lại anh ngày xưa anh kéo anh chơi violon. Vâng. Em mê violon mà không học được. Ngày xưa cũng mẹ cũng muốn cho đi học mà không được. Khó lắm cái tay này, bằng tay ngắn nữa không đàn được. Đấy, thì cây violon của mình nó xuất phát từ cái mỏ của con bò. Phải mang thể. Ồ, cái mỏ nó không bò hả? Và thấy đấy là cái mỏ nó treo ở cái cổ trong bò mà đâu đang á, rồi đi nó cứ lắc lắc lên đây, đi lắc lắc lên đây. Dạ. Từ khi mà mình tiếp xúc với nó, thì mình lấy cảm hứng từ cái này. Đây là một cái hộp cộng hưởng. Dạ. Được phát ra từ hai khe này. Dạ. Thì các bạn thấy hai cái tay đấy nó cũng làm theo kiểu tự nhiên rồi đó. Dạ dạ. Các nghề nhân họ làm cả hàng trăm năm rồi. Dạ dạ. Thì như vậy là từ cái nguyên lý phát âm này thì tôi là nghĩ ra là tôi đưa cái cộng hưởng này vào thân của cái đàn violon kia. Các bạn đã thấy tư tưởng này. Dạ. Dạ. Đó tức là có cái góc bích rồi đó. Bây giờ mình có thể kéo sớ các bạn nghe được. Dạ được. Ủa anh, nhưng mà em xin phép em cài cái này cho anh chút xíu để anh cho khán giả nghe giọng anh nó được rõ hơn. À ra. Dạ rồi. Ủa anh, nhưng mà anh từ đâu mà anh lại nghĩ ra tới cái này mà không anh? À, tức là một cái buổi chiều mình lên ở trên buôn làng của Ý Món, cái buôn thả. À. Cách đây là khoảng bác ấy. Dạ. Thì mình thấy một cái đàn bò. Và cái con đầu đàn này kéo lóc tóc thế này. Dạ. Và bắt đầu từ đó mình bắt đầu bám theo con bò trưởng đoàn đó. Dạ. Nó bò trưởng. Cuối cùng với thằng này là cái em mà trắng bò đó mua thì cũng bán, xin cũng cho. À. Nhưng mà đưa lên xì rượu là ok. Đưa lên xì rượu ok. À, nhưng mà là cuối cùng là mình bằng một cái tình cảm giao lưu. Dạ. Thì cái bàn trắng bo đã trở thành bàn của mình. Dạ. Mình cũng trở thành người trắng bo. À, sau khi hai người cùng trắng bo với nhau. Dạ. Thì cái em là em tặng tôi cái mỏ. Dạ. Và sau khi tôi nghiên cứu về cái cách phát âm của cái mỏ này. Ồ. Thì tôi làm toàn bộ tất cả. Bây giờ tôi lên dây nó. Dạ. Tức là si la son mi re do son, tức là đúng thang âm của dàn chiêng cơ nạ của ED. Ồ. Nếu như vậy chứ một đội chiến của dân tộc ED cầm cái gian mỏ tôi lên đánh thì hoàn toàn không có gì trở ngại. À. Tức là diễn tả đúng tiết tấu và nhưng thì có âm sắc là khác. Dạ, vì nó phát ra từ gỗ. Phần gỗ. Cái kia nó từ kim loại. Bây giờ các bạn đã hình dung là cái âm thanh nó phát ra từ cái lỗ này. Dạ, ồ hay cái tay ấy. Vậy là anh cũng không chỉ có violon mà còn nhiều là nhạc cụ khác. À, anh, cũng, vâng. Anh cũng xuất phát từ cảm hứng từ cái vâng, cảm hứng từ cái mỏ bò này. Cái mỏ bò. Vâng. Mình thấy mình cũng giống bò lắm luôn á. Ừ. Tại vì các bạn thấy có độc đáo không? Và nó là cái sự coi như là cái năng lực sáng tạo của thầy Trường hả? Của thầy Nguyễn Trường, chắc mình kêu bằng thầy tại vì anh dạy trường cao đẳng. Cao đẳng thôi. Dạ. Anh là giảng viên. Vâng. Dạ. Anh về đây lâu chưa anh? Về đây trường là về ở Đắk Lắk này. Về Đắk Lắk 37 năm rồi. À, 37 năm. Mình dài mình về hiếu đó. Ồ, về hiếu được 3 năm đó. Ồ, dạ. Năm nay mình 64 tuổi đó. 64 tuổi, anh tuổi... Tôi sinh năm 57. Anh sinh 57. Dạ đây, anh bằng anh này. Anh nào? Dạ, anh camera hành trình. Anh camera hành trình đâu? Anh đây, là gà đây. Dạ đây, tuổi gà. Tôi là gà, tuổi, tôi là dạ. Gà tre. Còn anh gà gì? Dạ đúng gà, vậy luôn. Gà,
Dạ, sinh năm 57 luôn. Dạ, cũng có hưu luôn. Ngày xưa là làm đài truyền hình luôn. À, rồi. Dạ, đạo diễn. Dạ, đạo diễn tin tức. Dạ, đi đâu cũng quay tùm lum hết. Bây giờ thấy người ta không? Bây giờ mình mời các bạn nghe vlog trẻ ha. Được chứ, hay là sao? Dạ được. Nghe nhạc, anh cứ kể em nghe đi. Được. Thôi, mình không. Mình còn chờ một kề đó, mình buộc thực hiện đó. Dạ đây là chị phải không anh? À đây là bà xã. Dạ đây cũng camera hành trình luôn. Để camera hành trình đây. Đây là camera hành trình của em, đây camera hành trình của anh. Ủa nhưng mà sao nhân duyên nào mà đưa anh về vùng đất đây, vùng cao này vậy anh? Dạ. Bây giờ các bạn thấy này, cái nguyên lý phản ứng của cái bò có phải đúng đây không? Dạ đúng rồi. Đấy, phải thế. Đây, hai thằng này là ba con chủ bạc ruột với nhau. Hả? À. Hàng xóm với nhau. Thì từ khi mà mình làm cái rạch như thế này, cộng với cái cộng hưởng của cái dây đàn vào cái thân đàn này thì phát ra âm thanh. Dạ. Bây giờ mình mời các bạn ha. Dạ dạ. Không thì cái đàn violon thì nó có cái lỗ ngay chỗ cái ấy đó, cái thân đàn á. Ôi anh nghiên cứu rất là nhiều nhà cụ luôn nha. Trong kia có cái đàn đàn nguyệt. Tí nó mình sẽ nói về cái bộ tuva kipa của dân tộc Ede mà nó là gần như bị thất truyền được khoảng. Ồ, trong nhà anh treo violon quá trời. Vậy là ngày xưa anh là nghệ sĩ chơi đàn violon, cho nên anh mới phát triển ra, đúng không anh? Đúng rồi. Đúng thầy chứ lộn. Rất là chuột á. Đó, tại vì anh phải đam mê violon thì anh mới sáng tác, mới chế tác ra cái này chứ. Anh chưa có cắt cái này được không? Dạ. Tại vì đeo vào nó xấu quá, đeo vào nó. Dạ không xấu đâu, không xấu. Dạ. Mà chắc không cần nhạc đâu anh. Không, anh kéo không thôi. Không thì các bạn nghe cái. Nơi đây thao nguyên từng đàn bò tuôn hàng tung tăng mặt trời. Thôi cứ quay, về tính bản quyền sao? Để em cầm cho, để em cầm cho anh cái mic cho để nó đỡ xấu anh đúng không? À. Mình ngồi bên đây cái bà còn cái background sau đây ha. Dạ. Đi ngồi bên đây, đi ngồi bên đây. Mà cái violon tre mà có thể chơi được nhạc mới đúng không? Dạ. Đó. Anh cái tiếng anh tuổi ga ở đây đó. Tuổi ga chứ đấy, ngồi tuổi ga. Tuổi ga. Bà đây ngồi nè.
Đấy, rồi các bạn. Rồi bây giờ em mời uống nước. Dạ, rồi, dạ được chị, được. Rồi, rồi thôi anh quyết đấy, anh quyết đấy. Dạ, dạ. Ủa anh cái đàn này với lại cái tiếng này với cái tiếng của violon nguyên gốc nó thì cái tiếng em nghe tiếng này nó khác phải không anh? Tất nhiên cái tiếng nó bật té mà nó cộng hưởng nó hay á. Dạ. Nghe để mà các bạn nghe. Dạ, dạ. Làm bộ nói với ảnh đương nhiên phải khác rồi. Giờ muốn nghe ảnh đàn cái đàn đường nóng đó. Cái này còn nhất hả? Đó. Cái này bạn gì đó, dạ. Lên, ăn trái cây đi nè. Đây là một cái 5.000 trái, 5.000 trái. Mãi vô. Cái phiêu long truyền thống hả? Dạ. Cây này cái mình mua cái này 6 năm. Dạ. $1,500 cái này. Trời ơi. Đắt bằng cái piano hả? Giúp dạ. Các bạn thấy tiếng đang của cái này, cái này có thực nhé. Dạ. Thì các bạn là những người nghe thì các bạn tự so sánh lại hả? Dạ, cái, dạ. Nhưng mà cái té dạ, này cũng anh nội giờ lắm đúng không? Dạ, anh đàn lại cái nó mà không có nhạc em nghe thử xem nó khác à. Thế nào. À, tức là đừng nhạc nữa. Dạ, đừng nhạc. Nghe nó sẽ rõ hơn. Đây nè, à, thấy cái lỗ không? Đó, trên cái violon nó có cái này nè. Thì bên này thì anh làm cái đầu bò. Oh, wow. Quá anh rồi. Cảm giác cái này nó tiếng nó thanh hơn là cái tiếng của con nếu nó vẫn có thể sử dụng để đánh cả cái bài mà cổ điển. Cổ điển. Dạ. Quá anh ơi. À, domino nha, domino nha. Dạ. Đấy có bạn nào đánh piano được không ạ? Dạ. Quay ta sắp giải là tiếp rồi. Tuyền bên theo rồi, bên đi theo. Chúng ta xem một chút xíu là đợi ở bên violon ha, nó có
Trên cây cần nó có bốn cái để lên dây, bốn cái vặn để lên dây, phải không anh? Để so dây thì ở đây, cái ở đây anh cho nó tụt dưới. Đó, thầy trường của chúng ta, anh trường chúng ta đây cho tụt xuống dưới. Lý do tại sao cũng không biết. Nói chung là đây là cái kỹ thuật để chế tác. Vâng. Không, thế là khi mà mình làm tụt thế này á, dạ, thì mình được đỡ bớt một cái công đoạn là bốn cái tăng đơn này nè. À. Nên mình phải khỏi phải tốn một cái cân dần dây này. Cho tôi trả cân cân dần dây nè. À. Đúng không? Dạ. Nhưng mà khi mà tôi lên dây cái này thì nó vi chỉnh luôn. Có cái này violon nó phải lên hai giai đoạn. Dạ. Thế kia là lên sơ khởi, có nghĩa nó mới vi chỉnh lại đây. À. Cái này tôi vi chỉnh ngay từ góc này luôn. Ồ, dạ. Như vậy cái đơn của tôi là có thể anh đi ngao du sơn thủy cả tuần nó cũng hay xuống dây. Biết cái chỗ đó nó mới xuống. Có cái đơn là xuống này. Dạ. Đó đúng là rồi. Cái ưu điểm của cái này. Ồ. Cái thứ hai là nó gọn nhẹ. Ha. Thôi. Ôi hay quá anh cái này anh có đăng ký với bằng sáng chế gì không? Không có hả? Không, không thật chứ bộ, mày đăng ký bằng sáng chế là nước ngoài là hả? Còn đây là một công trình chứ không phải đơn giản đâu, tại vì đúng không? Mà cái tiếng nó cũng có thấy chưa? Không cần kéo luôn, cái tiếng nó thanh, cảm giác là nó cao mà nó cao vút luôn á. Rồi, thôi chơi con đi chơi. Dạ rồi, cảm ơn anh. Rồi, chào hết. Hả? Dạ.